Kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đang ở trong những ngày cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ rất nghiêm túc để cùng với cả nước vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 với tinh thần cao nhất, quyết liệt nhất. Và Khánh Diễm nhận thấy rằng, luồng sinh khí mới của ngọn gió mùa thu tháng 8 lịch sử năm nào đang phơi phới trên những nẻo đường của giang sơn Việt Nam. Hào khí non sông, tinh thần dân tộc của cách mạng tháng 8 đang chảy trong dòng máu của bao người con đất Việt trong cuộc chiến chống COVID-19 lần này. Đó là sự đồng lòng, chung sức, chung ý chí, tình dân tộc, nghĩa đồng bào lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng ta tin rằng sẽ nhanh thôi, đất nước ta sẽ trở về nhịp sống, nhịp phát triển bình thường. Phát huy sức mạnh nhân dân từ cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 đến cuộc chiến chống Covid hôm nay là chủ đề của chương trình Hành trình khát vọng đặc biệt. Chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 cùng với hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước, ông Vũ Long Sơn. Khánh Diễm xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt tại phim trường của chương trình Hành trình khát vọng kỳ này. Và thưa quý vị, trước khi vào chương trình thì Khánh Diễm mời quý vị cũng như hai vị khách mời cùng theo dõi một clip ngắn sau. Còn nhớ ngày 19 tháng 8 cách đây 76 năm về trước, sáng tinh mơ, hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngã đường kéo về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. 10 giờ 30 phút, cuộc biểu tình lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng được sự bảo vệ của thanh niên tự vệ của tổ chức Việt Minh Hoàng Diệu Hà Nội đã diễn ra. Đại diện Việt Minh tuyên bố tổng khởi nghĩa, kết quả là chính phủ cũ giải tán và sau đó đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Người đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đã 76 năm trôi qua, nhưng những ký ức về ngày chiến thắng ấy mãi là niềm tự hào của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc chống đại dịch COVID-19 lần này. Cách mạng tháng 8 năm ấy đã tạo nên một cao trào cách mạng rộng khắp, mạnh mẽ chưa từng thấy với đông đảo lực lượng tham gia, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, mọi thành phần kinh tế, mọi giới và mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Chỉ trong 2 tuần, toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhất tề vùng lên trong một cuộc tổng khởi nghĩa có 102, giành chính quyền về tay mình. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là kết quả của sự phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, trong đó sức mạnh nhân dân đóng vai trò quyết định. Vâng, xem những hình ảnh rộn ràng khí thế vừa rồi thì Khánh Diễm chắc chắn rằng ngay lúc này thì hai vị khách mời cũng cảm nhận giống như Khánh Diễm, đó là chúng ta cảm thấy hào khí của cách mạng tháng 8 năm 1945 đang lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước, đúng không ạ? Không biết anh Long Sơn nghĩ thế nào, nhưng cá nhân tôi thì tôi lại thấy là tôi rất phấn chấn. Và cái sự phấn chấn đó nó lại như là thôi thúc tôi có một bổn phận và trách nhiệm nhiều hơn nữa trong cái cuộc chiến đấu mới, là cuộc chiến chống Covid trên toàn đất nước chúng ta và ngay địa phương chúng ta là Bình Phước. Tôi tin rằng cái sự kế thừa những cái truyền thống quý báu của cách mạng tháng 8
và tinh thần, cái hào sảng đó nó sẽ đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước trong cái cuộc kháng chiến lần này. Tôi hoàn toàn đồng cảm với những cái ý kiến của anh Dũng. Dạ vâng. Và tôi cho rằng là hiện nay thì trong những cái ngày lịch sử của tháng 8 này, ký ức về 76 năm đang tiếp tục được lan tỏa khắp mọi miền của đất nước. Cái cuộc cách mạng tháng 8 thành công là một cái sự cổ vũ, động viên to lớn cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy cái tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để giành được cái chiến thắng. Và hôm nay cái tinh thần ấy thì đang được thôi thúc chúng ta phát huy cao độ hơn nữa. Cái sự đoàn kết, rồi chung sức đồng lòng trong cái công tác phòng chống dịch và sẽ giữ vững một cái niềm tin là chiến thắng đại dịch Covid-19. Thưa quý vị, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh về tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đây là một điển hình về phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Và trong cuộc chiến chống Covid-19 lần này, thì Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Phước chúng ta nói riêng đã và đang phát huy bài học thắng lợi của cách mạng tháng 8. Đó là bài học về sức mạnh của nhân dân như là hai vị khách mời vừa chia sẻ. Và dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta trong cuộc cách mạng tháng 8 là biết dựa chắc vào nhân dân, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần từ nhân dân. Trong cuộc chiến đại dịch COVID-19 thì Việt Nam ta đã 3 lần chiến thắng và làm cho cả thế giới phải nể phục. Thì cũng nhờ vào sức mạnh tổng hợp từ nhân dân khi mà cả nước lan tỏa yêu thương, đồng sức, đồng lòng để phòng chống dịch bệnh. Về phía tỉnh Bình Phước thì thưa ông Hà Anh Dũng, có thể nói thì chúng ta đã giữ vững trận địa khi mà hơn 20 tháng thì dịch bệnh mới xuất hiện tại Bình Phước. Và hiện tại đây thì chúng ta cũng cảm nhận Bình Phước thì đang là địa phương an toàn nhất, vững chắc nhất ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Như vậy thì thưa ông có suy nghĩ gì về vấn đề này? Và với người dân Bình Phước thì đang ở những vùng tâm dịch như là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương thì tỉnh chúng ta có những cái chính sách gì ạ? Trước hết thì chúng ta phải xác định là Bình Phước đang nằm trong cái giai đoạn mà chúng ta ở cái nguy cơ cao trong cái đợt dịch bùng phát lần thứ tư này. Chúng ta nằm ở khu vực mà nó tiếp giáp với những cái vùng gọi là vùng tâm dịch lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Tất cả những yếu tố đó nó đòi hỏi là đảng bộ, chính quyền và nhất là ban chấp hành đảng bộ chúng ta phải có những cái quyết sách thật là sát, thật trúng, phù hợp với một quyết tâm chính trị thật cao. Thì trong suốt hơn 2 tháng thành phố Hồ Chí Minh bùng phát dịch thì chúng ta cũng rất yên ổn. Và chúng ta bắt đầu cuối tháng 6 thì phát hiện cái ca dương tính đầu tiên ở tại Chân Thành. Như vậy cho đến hôm nay là chúng ta đã đi từng bước rất là chặt chẽ, cho nên cái con số của chúng ta nhích dần, chứ nó không để lây lan trong cộng đồng. Và đặc biệt là chúng ta chuẩn bị tốt cho nên chúng ta có cái sự điều trị, chữa trị. Bên cạnh đó thì trong cái điều kiện chung như thế thì tỉnh chúng ta đã rất quan tâm đến những cái chính sách để chăm lo cụ thể hóa cái nghị quyết 68 của chính phủ bằng những cái quy định cụ thể của địa bàn tỉnh chúng ta. Trong đó tôi được biết là hiện nay theo báo cáo của ngành chuyên môn là Sở Lao động Thương binh Xã hội á, thì tỉnh chúng ta đã dành một nguồn kinh phí khoảng 140 tỷ đồng để hỗ trợ chăm lo cho các đối tượng thuộc chín nhóm đối tượng mà bị tác động bởi cái đại dịch Covid. Trong đó nhất là chăm lo cho người lao động, người khó khăn và những cái mảng đời bất hạnh. Thì chúng ta đã chuẩn bị rất tốt và đang giải ngân từng bước để làm sao cái số tiền hỗ trợ dù là ít ỏi nó vẫn đến được tay của người dân. Riêng đối với các bà con nhân dân chúng ta đang còn vướng lại ở các tâm dịch như thành phố Hồ Chí Minh, như Bình Dương, Đồng Nai thì chúng ta cũng đã có những cái chính sách rất cụ thể. Theo quyết định và chủ trương chung thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho mỗi cái người dân mà gặp khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, bị mắc kẹt lại và trong cái điều kiện gia đình nghèo, gia đình cận nghèo, thực sự khó khăn. Thì tỉnh sẽ hỗ trợ là mỗi người như thế là 1 triệu đồng.
thì chúng ta động viên bà con tiếp tục yên tâm ở tại thành phố, ở tại các tâm dịch để chúng khi nó trở lại bình thường thì tham gia tiếp tục cống hiến sức mình để cùng khôi phục lại nền kinh tế ở đâu cũng là quê hương. Và nhất là tôi rất là cảm động cái vai trò vào cuộc của nhân dân, phải trân quý toàn thể bà con nhân dân đã tham gia rất tích cực. Đến nay cái việc vận động của Mặt trận Tổ quốc, hệ thống Mặt trận Tổ quốc chúng ta lên tới gần 40 tỷ cho cái kêu gọi của quỹ chung tay để hỗ trợ cho phòng chống Covid và cái dành cái ngân sách để mua kinh phí để mua cái vaccine để tiêm chủng toàn dân. Đấy là những cái con số biết nói. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ tỉnh ta rất nhiều về trang thiết bị. Ví dụ tôi nói là qua cái sự kêu gọi của các đồng chí lãnh đạo của tỉnh thì tỉnh chúng ta đón nhận được 9 chiếc xe cứu thương, hơn 500 giường bệnh và hàng loạt các trang thiết bị y tế với tổng kinh phí mà chúng ta vận động lên tới gần 15 tỷ đồng. Đấy là còn những hình ảnh rất cụ thể thì ở Mặt trận Tổ quốc, ở các đoàn thể thì anh Vũ Long Sơn sẽ bổ sung. Nhưng tôi muốn nói là tất cả chúng ta đã chuẩn bị các điều kiện với một quyết tâm chính trị tốt nhất để góp phần cùng nhau chúng ta từng bước đẩy lùi cái cơn đại dịch này và từng bước sớm trở lại cuộc sống bình thường mới. Rõ ràng những cái chủ trương, những chính sách mà ông Hạnh Dũng vừa chia sẻ thì chúng ta đã thấy được cái sự chăm lo cho người lao động, những người yếu thế trong xã hội, những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid. Và rõ ràng đây là những cái quyết sách mà phải nói là hợp lòng dân, đúng không thưa ông Vũ Long Sơn ạ? Như vậy thì thưa ông, chắc chắn ở đây thì có sự chủ động, linh hoạt với các cái giải pháp và nó đi từ ở từng địa phương và đến từng cơ sở nữa. Theo ông thì cái ý thức, cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của người dân ông cảm nhận được trong cái thời gian qua khi mà tham gia cuộc chiến chống Covid này như thế nào? Thì tôi cho rằng là người dân là trách nhiệm rất là cao trước cái cơn đại dịch này. Thứ nhất là tôi thấy rằng là nhân dân đã chấp hành rất tốt cái chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các cái quy định của địa phương về cái công tác phòng chống dịch. Mọi người, mọi nhà đều chấp hành và tuân thủ các cái biện pháp của cái 5K, rồi là các cái khuyến cáo của cái ngành y tế và thực hiện tốt các cái biện pháp để mà phòng chống dịch ở ngay tại khu dân cư trên địa bàn của mình sinh sống. Trong cái thời gian chấp hành cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ á, thì chúng ta lại thấy rất rõ cái tinh thần tương thân tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong cả nước nói chung và ở Bình Phước nói riêng được nhân lên gấp bội. Cho đến nay thì 100% các cái huyện thị thành phố đều đẩy mạnh các cái hoạt động thiện nguyện, rồi là giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn. Thì theo cái tổng hợp báo cáo hàng ngày thì mỗi một ngày là có hàng ngàn cái tấn rau củ quả, lương thực thực phẩm, rồi sức ăn để rồi là cùng với các cái nhu yếu phẩm cần thiết, với cái tinh thần ai có gì thì ủng hộ đó. Qua đó thì cũng đã tạo được cái sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, giúp cho nhiều người nghèo vượt khó, vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó thì Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã tham mưu cho cấp ủy, tổ chức cho lãnh đạo đi thăm, tặng quà, động viên các cái lực lượng làm cái nhiệm vụ ở tuyến đầu trong cái công tác phòng chống Covid này, thì cũng tạo được cái niềm tin và cái động lực để anh em yên tâm làm cái nhiệm vụ của mình. Chỗ anh Sơn nói tôi xin tiếp lời một tí để thấy rằng là chúng ta thấy hàng ngày hàng giờ những cái hình ảnh nó tác động, nó ấn tượng với chúng ta, không phải là những thước phim đời đâu mà nó là cuộc sống thật, với những cụ già, với những cán bộ hưu trí đã sẵn sàng nhường những cái phần lương ít ỏi tiền hưu của mình để mang đến tặng cho các chốt hay ủng hộ vào cho quỹ phòng chống đại dịch của địa phương. Những em nhỏ đập heo đất để chia sẻ lại với các bạn vùng trung tâm của vùng dịch, rồi kể cả những cái bó rau, những con gà, những con cá của những bà mẹ, bà chị, kể cả những người già lượm khộm đến những cái điểm mà kêu gọi ủng hộ, chúng tôi cảm thấy cảm động lắm. Phải nói là xin được thay mặt cho lãnh đạo tỉnh trân trọng cúi đầu cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể nhân dân đã đồng hành
và ủng hộ để làm sao chúng ta quyết tâm trong cái cuộc chiến này. Những câu chuyện mà hai vị khách mời chia sẻ thì Khánh Diễm nghĩ chắc chắn là quý vị khán giả đang xem chương trình, rõ ràng là quý vị cũng sẽ thấy được ở đâu đó trong cuộc sống mình rồi. Không phải là những cái câu chuyện mà chúng tôi vẽ nên đâu, mà trong thực tế chúng ta thấy rất là nhiều sự đồng lòng của tất cả người dân trong cái cuộc chiến chống dịch COVID-19. Thưa hai vị khách mời, tuy nhiên có một điều khi mà chúng ta nói đến thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 hay là chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì Bình Phước chúng ta được cho là chúng ta thực hiện quá sớm và cái thời gian kéo dài thì cũng khá là lâu. Chính vì thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống kinh tế. Thì quan điểm của hai vị khách mời thì như thế nào? Trước hết thì tôi cho rằng phải nói là ở góc độ nào đó chúng ta phải chia sẻ với những cái tâm tư, cái sự suy nghĩ của người dân, của doanh nghiệp đang bị tác động trong cái cuộc chiến này. Nó không từ một ai đâu ạ. Cho nên cái việc ảnh hưởng đó nó là có chứ không phải không có. Tuy nhiên nói rằng chúng ta làm quá sớm hay là chúng ta làm quá dài thì tôi cho rằng cái việc này nó chưa chính xác. Mà phải nói là tỉnh chúng ta đặt trong một cái tâm dịch chung như thế, chúng ta phải có những cái quyết sách nó phù hợp và linh hoạt. Chính nhờ cái linh hoạt đó chúng ta lường trước, dự lường trước, chúng ta chuẩn bị trước các điều kiện mà chúng ta bình ổn, trong khi đó các tỉnh xung quanh chúng ta cứ tăng vù lên. Hàng ngày, hàng giờ cái số lượng của các tỉnh xung quanh chúng ta lên vài trăm. Thậm chí là có hôm ở Bình Dương thành phố lên vài ngàn. Thì Bình Phước chúng ta vẫn đếm con số. Cái điều này phải nói là rất là hạnh phúc. Và cái quyết sách và cái quyết liệt về chính trị của chúng ta, về những cái đối sách của chúng ta, nó đã thể hiện cái kết quả rất cụ thể như thế. Tôi cũng chỉ nói như thế này, rất là trân trọng với cái sự hy sinh của từng hộ gia đình, từng doanh nghiệp đã chấp nhận hy sinh lợi ích trong một giai đoạn ngắn để cùng toàn tỉnh này chúng ta quyết tâm một mục tiêu dài hơi. Đó là trước hết đặt tính mạng, sức khỏe của người dân, của tất cả chúng ta lên trên hết và trước hết. Đây là quan điểm của cá nhân tôi cho rằng chúng ta phải nhận thức như thế mới trúng trong điều kiện hiện nay. Không biết anh Vũ Long Sơn suy nghĩ như thế nào? Tôi hoàn toàn thống nhất theo ý kiến của anh Dũng. Này. Nếu như chúng ta không có những cái giải pháp kịp thời, thì đến thời điểm này, chúng ta không có được những kết quả như ngày hôm nay. Này. Phải nói rằng đây là một cái quyết tâm chính trị rất cao. Và chúng ta phải nói là tự hào về những cái quyết sách mà địa phương chúng ta đã đưa ra. Vâng, rõ ràng thì tính mạng con người là trên hết, trước hết và quan trọng hết. Và đối với cá nhân Khánh Diễm thì Khánh Diễm nghĩ rằng bản thân chúng ta cũng vậy thôi, sức khỏe mới là vốn quý nhất. Và có thể là chúng ta ngưng một vài hoạt động tạm thời, nhưng mà chắc chắn sau đó thì chúng ta sẽ đủ sức khỏe và chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa, phải không ạ? Và thưa quý vị, đối với cuộc chiến chống Covid-19 thì chúng ta thấy rằng đây là cuộc chiến không của riêng ai mà là của toàn dân tộc. Và mỗi người dân thì phải là một chiến sĩ, một ngôi nhà, thôn bản, xóm làng, khu phố là một pháo đài chống dịch. Và thực tế thì sức nóng và tinh thần vì cuộc chiến của toàn đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Bình Phước những ngày qua như thế nào? Thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn sau.
thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta đã thấy sự đồng lòng, đồng thuận, chung sức của nhân dân tỉnh Bình Phước hướng về đất nước, hướng về Tổ quốc với một niềm tin chiến thắng dịch bệnh rất lớn. Đã lâu rồi, hôm nay, niềm tin, lòng yêu nước, tự lực, tự cường của toàn dân tộc ta lại bùng cháy lên trong bao người, bao thế hệ của người dân Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung. Và như chúng ta đã thấy, thưa hai vị khách mời, một trong những yếu tố quan trọng mà đem lại thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 là toàn đảng, toàn dân ta đã biết khơi dậy niềm tin và sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của nhân dân qua những lời hiệu triệu và kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy thì thưa ông Vũ Long Sơn ạ, trong cuộc chiến hiện nay thì đảng ta, nhà nước ta đã hiệu triệu như thế nào để huy động sức mạnh toàn dân và kêu gọi nhân dân giúp nước? Qua cái lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là một cái lời hiệu triệu của người đứng đầu đảng ta, đã chạm đến cái trái tim của mỗi con người. Lời kêu gọi của Tổng Bí thư cũng đã thể hiện được cái quyết tâm chính trị của đảng, của nhà nước về cái việc tạo cái điều kiện là hết sức để mà chăm lo cho đời sống người dân, bảo vệ sức khỏe của người dân, quyết tâm đẩy lùi cho bằng được cái dịch bệnh. Bên cạnh đó thì với cái vai trò và trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã có cái lời kêu gọi và huy động mọi cái nguồn lực để chăm lo đời sống cho nhân dân và tiếp tục phát huy cái sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thì qua cái đợt dịch này á, thì cho chúng ta thấy là rất nhiều cái tấm gương sáng của tập thể, của cá nhân, từ các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, từ trung ương đến địa phương, rồi đội ngũ y bác sĩ, các cái chiến sĩ, lực lượng vũ trang, nhân dân và cái đội ngũ, những cái tình nguyện viên, và đặc biệt ở tại cái trường quay này đây, đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước cũng là những cái người gọi là tấm gương sáng để mà xung trận trong cái việc thực hiện cái đợt chống dịch này, chấp nhận hy sinh những cái rủi ro cho bản thân tính mạng của mình, xung phong đi vào cái trận đầu của vùng dịch để mà hiến dâng cái sức lực của mình cho cái cuộc chiến chống dịch như chống giặc Việt Nam của chúng ta. Và cũng xin khẳng định rằng cái tinh thần đoàn kết của dân tộc, của con người Việt Nam mãi mãi trường tồn, phát huy và bền vững trong mọi thời đại của cách mạng Việt Nam. Còn tại Bình Phước thì theo ông, chúng ta đã hiệu triệu được lòng dân chưa? Tính đến cái thời điểm ngày hôm nay á, thì chúng ta đã huy động và tiếp nhận được là gần 30 tỷ đồng. Cụ thể là 29 tỷ 712 triệu mấy trăm ngàn lẻ. Từ cái hồi nãy thì anh Dũng lấy cái số liệu 40 đó, tức là nó gồm cả những cái trang thiết bị hỗ trợ kia cộng lại. Còn cái số tiền mà ta thực nhận đây là gần 30 tỷ. Bên cạnh đó thì ở các cái huyện thị thì Mặt trận các huyện thị cũng đã tổ chức vận động tiếp nhận rồi ủng hộ cái công tác phòng chống dịch này tại địa phương được khoảng trên 15 tỷ. Với những chia sẻ rất là cụ thể, rất là rõ ràng đúng không ạ? Xin được cảm ơn ông Vũ Long Sơn ạ. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư thì tỉnh ủy Bình Phước đã kịp thời ban hành nghị quyết 05 về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến dịch bệnh COVID-19. Một nghị quyết có thể nói là chưa từng có trong lịch sử của Đảng bộ tỉnh Bình Phước và ban hành trong tình thế khẩn cấp. Vậy thì thưa ông Hà Anh Dũng, ông có thể nói rõ hơn về những ý nghĩa cũng như những cái điểm nhấn quan trọng trong nghị quyết này và điều này gì làm nên cái sự đặc biệt của nghị quyết này? Trước hết tôi nói là cái nghị quyết này nó đặt ra trong một cái hoàn cảnh rất đặc biệt, và nó cũng là một nghị quyết rất đặc biệt
tôi nhấn mạnh hai chữ, hai lần đặc biệt là bởi vì sao? Xét trong cái chiều dài từ ngày chúng ta tái lập tỉnh đến nay, thì đây là lần đầu tiên chúng ta ban hành một cái nghị quyết mà nó đặt giống như là chuyển trạng thái của tỉnh chúng ta từ trong cái giai đoạn bình thường sang một cái quyết sách của thời chiến. Vì chúng ta xác định là cuộc chiến này là chống dịch như chống giặc. Như vậy thì đây là cái trường hợp thứ nhất. Cái thứ hai là cái nghị quyết này nó, nội hàm của nó đã đầy đủ về quan điểm, về mục tiêu, về phương thức, về cách thức để hành động như thế nào. Và trong đó thì tôi xin được nói đến cái ba ý quan trọng. Cái thứ nhất là nghị quyết này đã trước hết khẳng định, chúng ta xác định rõ là cái cuộc phòng chống đại dịch này là một cuộc chiến đấu, phải nói là bền bỉ và lâu dài. Cái thứ hai là cái tính chủ động, sẵn sàng, thích nghi trong mọi điều kiện đó, để chúng ta có những cái kế hoạch rất cụ thể để phù hợp với điều kiện, nếu như cái tình hình dịch bệnh như thế thì điều hành kinh tế xã hội của tỉnh như thế nào. Cái thứ ba đó là chúng ta phát huy cái bài học về huy động cái lực lượng để tham gia vào cuộc chiến, giống như cái bài học của cách mạng tháng 8, đó là huy động cái lực lượng. Thì ở đây lực lượng chúng ta cũng phải tính toán rất cụ thể, rất bài bản. Ở tuyến đầu như thế nào, ở cái hậu phương như thế nào, ở khu vực, các khu công nghiệp, khu sản xuất phải như thế nào. Đấy. Và trong đó chúng ta vẫn đặt vai trò của người dân. Nhân dân là chủ thể của cuộc chiến. Nhân dân phải tham gia tích cực như một chiến sĩ thực sự trong cái cuộc phòng chống đại dịch này. Và cái điều quan trọng nhất tôi muốn nói đến đó là cái ý nghĩa mà chúng ta nằm trong cái quan điểm mà nhất quán của nghị quyết 05. Đó là chúng ta phải tổng hòa cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết của 41 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đó là vấn đề tinh thần tự lực tự cường. Chúng ta không trông chờ ý lại, chúng ta phải tính toán các bước đi như thế nào, điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh như thế nào. Và chúng ta phải đặt trong cái tình huống dịch bệnh diễn ra như thế thì cái yêu cầu về sức khỏe, tính mạng của người dân Bình Phước lên trên hết và trước hết. Đồng thời, cái lúc này phương châm của chúng ta cũng rất rõ. Đó là chúng ta nêu ra cái trọng tâm, bốn trọng tâm như thế nào. Có bốn lực lượng tham gia ở các tuyến như thế nào và phương thức bốn tại chỗ mà Trung ương đã chỉ đạo. Chúng ta đang đứng giữa một cái vòng vây mà cạnh chúng ta là những tỉnh của trung tâm dịch như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có một tuyến biên giới dài giáp với Campuchia với hàng loạt cái áp lực như thế. Thì cái nghị quyết 05 lúc này đã như thổi thêm một cái niềm tin, nhấn mạnh thêm một cái, truyền thêm cái ngọn lửa, hun đúc thêm cái ý chí quyết tâm để làm sao toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước chúng ta sẽ chung tay chung sức để đồng lòng với nhau, chúng ta góp sức từng bước kiềm chế dần, tiến tới đẩy lùi cái dịch bệnh Covid trên địa bàn tỉnh và chúng ta sớm trở lại cái trạng thái bình thường mới. Và song song đó chúng ta phải có những cái kịch bản để chúng ta phát triển kinh tế, chứ không có nghĩa chúng ta chỉ lo chống dịch mà chúng ta quên mất cái nhiệm vụ hậu cứu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh cho nhân dân. Đấy là những cái trọng tâm rất lớn trong cái nghị quyết 05 lần này. Thực ra những cái điểm đặc biệt mà ông Hà Anh Dũng vừa nhấn mạnh về cái nghị quyết 05 thì đối với cá nhân Khánh Diễm thì Khánh Diễm cảm nhận cái quyết tâm chính trị rất là cao. Vậy thì thưa ông Vũ Long Sơn ạ, nghị quyết 05 thì có tác động và ý nghĩa như thế nào đối với nhân dân ạ? Tôi lại phải khẳng định lại một lần nữa. Nghị quyết 05 của tỉnh ủy ban hành là rất đúng thời điểm và phù hợp với thực tiễn của tình hình dịch bệnh hiện nay. Và cái nghị quyết này ban hành thì có cái tính lan tỏa rất cao. Cái nội hàm của nghị quyết đã quy động được cái toàn bộ cái hệ thống chính trị để mà vào cuộc một cách tích cực, quyết liệt cùng với sự đồng thuận của người dân
Chắc tôi xin được tiếp lời anh Sơn một tí ở chỗ. Cái nghị quyết lần này nó cũng có một cái xác định rất rõ. Nếu như trong cái giai đoạn trước chúng ta cứ xem cái việc mà phòng chống dịch đó, là nó là đồng bộ từ cấp trên đến cấp dưới, mà chúng ta không xác định rõ phải nhấn mạnh chỗ nào, thì trong nghị quyết 05 lần này thì chúng ta phải xác định cho rõ cái việc phòng chống dịch này bắt đầu phải là cơ sở, tức là cấp xã sẽ là trung tâm. Vì trước đây chúng ta cứ mọi việc là cứ chạy theo kiểu đến đâu chúng ta giải quyết đến đó, nó rất là gọi là tình thế. Lần này chúng ta xác định rõ cái pháo đài đầu tiên đó, tức là cấp xã, phường, thị trấn. Bởi vì dịch khi lan truyền hay là lây lan thì lây lan từ trong cộng đồng. Như vậy thì cái giải pháp của các cấp ủy, cấp xã, phường, thị trấn phải là ưu tiên hàng đầu. Nếu như anh không chuẩn bị tốt, anh thiếu cái gì thì cái cấp quận, huyện, huyện, thị của chúng ta phải tính toán để bổ sung, phải điều phối. Cái này chính là cái điểm xác định cho rõ. Từ cái thế chủ động như thế thì chúng ta mới tiếp tục các vấn đề tiếp theo là trong từng cấp độ như anh Sơn nói sẽ như thế nào. Khi kết thúc, nếu như chúng ta đã đẩy lùi được dịch trở lại cái trạng thái bình thường mới, thì cái việc chúng ta tổ chức tất cả nó như thế nào, thì trong cái nghị quyết 05 rất bài bản và rất khoa học ở điểm như thế. Nghị quyết 05, một nghị quyết đặc biệt được ban hành trong bối cảnh hết sức đặc biệt, đặt Bình Phước từ trạng thái thời bình sang thời chiến, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Nghị quyết đã khơi dậy và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh toàn dân, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy truyền thống tương thân, tương ái của nhân dân, đồng bào các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường khẳng định. Tinh thần xuyên suốt của nghị quyết này đó là cái sự sẵn sàng cao cả về tâm thế, cả về chuẩn bị mọi mặt để mà kịp thời ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh. Đó là cái sự huy động rộng rãi lực lượng với phương châm là 4 lực lượng: y tế, rồi lực lượng vũ trang, xung kích tình nguyện và quần chúng nhân dân, phát huy cái sự chủ động và trách nhiệm của các cấp, nhất là cấp cơ sở, và phát huy cái trách nhiệm của người đứng đầu, tức là toàn dân chống dịch. Đó còn là cái sự triển khai đồng bộ toàn diện trên nhiều mặt, từ kiểm soát lây nhiễm, chữa trị, rồi tiêm vaccine, cho đến là tranh thủ các cái điều kiện thuận lợi để mà phát triển kinh tế xã hội ở những nơi, ở những vùng mà đã kiểm soát tốt dịch bệnh, giữ vững an ninh quốc phòng, tức là toàn diện chống dịch. Với cái nghị quyết này thì chúng tôi tin tưởng rằng là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước là chắc chắn là sẽ càng quyết tâm hơn nữa, càng đoàn kết hơn nữa và càng kiên cường hơn nữa trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Vâng, rõ ràng qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta thấy là nghị quyết 05 đã đặt cái vấn đề chống dịch COVID-19 như là một cái cuộc chiến và phát huy vai trò của tất cả các cơ sở đảng, các cấp ủy từ cơ sở ở địa phương, thôn, xóm nữa. Có một cái số ý kiến cho rằng là cuộc chiến chống COVID-19 là cuộc chiến của nhà nước chứ không phải là của nhân dân, vì là nhân dân đã đóng thuế cho nhà nước rồi và nhà nước thì phải có trách nhiệm lo cho dân, bởi vì là công bộc của dân. Thì không biết là các vị khách mời có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ? Chúng ta phải khẳng định một lần nữa là đại dịch COVID sẽ không từ một ai. Cho nên cái việc mà tham gia để phòng chống dịch bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân. Lúc này chúng ta quay trở lại cái bài học lịch sử. Thành công hay thất bại của cuộc cách mạng bắt đầu từ nhân dân. Như vậy, rõ ràng nếu như nhân dân chúng ta phải hiểu cho trúng và cũng đồng thuận với các chủ trương, các quyết sách và nhất là nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi tin rằng cái ý thức của mỗi người dân là cái liều thuốc vaccine tốt nhất trong lúc này. Chúng ta phải đặt sức khỏe tính mệnh của mỗi chúng ta lên hàng đầu trước và góp phần vào cho cái cuộc chống dịch này nó nhanh chóng, nó lan tỏa kịp nhất, và ý thức người dân là quyết sách cao nhất. Với anh Sơn không biết như thế nào ạ? Tôi xác định rằng cái cuộc chiến chống COVID này là một cái cuộc chiến vô cùng khó khăn, phức tạp, khó khăn lắm.
Chính vì vậy thì đòi hỏi phải có cái sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Và đặc biệt là cái vai trò chủ thể của người dân. Như vậy thì phải có một cái sự phối hợp đồng bộ như thế, cùng tham gia thì mới có thể chiến thắng được cái dịch bệnh. Thưa quý vị, công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách và lâu dài. Cách mạng tháng 8 năm 1945 là cuộc hồi sinh vĩ đại của một dân tộc biết nương tựa vào nhau, chung sức, đồng lòng. Thì trong cuộc chiến chống COVID-19 này thì tinh thần ấy phải được phát huy mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, thần tốc hơn nữa để chúng ta cùng với cả nước làm nên một mùa thu tháng 8 mới thật hào hùng trong lịch sử dân tộc. Giờ đây, khi nhìn lại 76 năm qua thì chúng ta càng hiểu hơn về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 để thấy rõ trách nhiệm của chính mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước hôm nay và đặc biệt là trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đầy khó khăn này. Chúng ta tin rằng toàn dân tộc ta muôn người như một, chung ý chí, chung một quyết tâm, nhất định Bình Phước chúng ta, Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19. Khánh Diễm xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian quý báu để đến với hành trình khát vọng kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.